80% người Đức phản đối lệnh cấm đối với hệ thống sưởi ấm bằng dầu khí đốt. Cứ 5 người thì có 4 người Đức phản đối các kế hoạch được công bố gần đây của chính phủ Đức nhằm áp đặt lệnh cấm lắp đặt các hệ thống sưởi dầu và khí đốt mới bắt đầu từ năm 2024. Theo một cuộc khảo sát của viện nghiên cứu dư luận Allianz của Đức xuất bản vào thứ năm, khoảng 75% số người được hỏi phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm thay thế tất cả các hệ thống sưởi dầu và khí đốt bằng các giải pháp thay thế xanh vào năm 2024 trong khi 80% phản đối lệnh cấm lắp đặt hệ thống sửa dầu và khí đốt mới bắt đầu từ năm 2024. Theo thống kê, 72% công dân Đức sửa ấm nhà của họ bằng dầu hoặc khí đốt. Các phát hiện cũng cho thấy, phần lớn người Đức ủng hộ ý định của chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu bằng cách chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, các bộ phận cư dân nghèo và công dân ở miền đông nước Đức lo ngại các biện pháp được đề xuất sẽ đi kèm với một mức giá đắt đỏ. Dự luật cấm lắp đặt hầu hết các hệ thống sưởi ấm bằng dầu và khí đốt từ năm tới do Bộ trưởng Kinh tế và Hành động Khí hậu Robert Habeck đề xuất vào tháng 4 sẽ được thảo luận tại Bundestag của Đức vào tháng 6. Cụ thể, nó quy định rằng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Mỗi hệ thống sưởi ấm mới được lắp đặt phải được cung cấp 60% từ các nguồn năng lượng tái tạo.